Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình thực hiện video clip này để gửi tặng thầy Diệp Thanh Ngân và các bạn yêu mến thơ đường Trung Quốc. Và bài thơ mà mình muốn giới thiệu với các bạn có nhan đề là Quê Oán, tác giả Vương Sương Linh, thơ chữ Hán, thể thơ Thất Ngôn Tứ Tiệt. Thời kỳ thịnh đường Trung Quốc. Khuê oán có nghĩa là nổi quán trong phòng khuê. Sau đây mình xin trình bày phần chữ Hán. Mong các bạn thông cảm và đón nghe. Tựa đề Quay Gen. Bài thơ Quay chung sao khu bu chư chẩu, tròn gư miễn trong sang soi lẩu, hu chen mua thẩu giảng liệu sơ, hoại trao phu si mi phương hậu. Phiên âm: Khuê trung thiếu phụ bất chi sầu, xuân nhật ngưng trang thướng thúy lâu, hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc, hối giao phu tế mịch phong hầu. Có nghĩa là người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn, ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biết, chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường, bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu. Thì bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, giai đoạn từ năm 2007 đến 2020, là chương trình sách giáo khoa trước đây các bạn. Còn bây giờ thì chương sách giáo khoa thực hiện sách giáo khoa mới rồi ha. Thì mình không có xem coi có sử dụng lại bài thơ này hay không. Các bạn thân mến, thì bài thơ Quê Hoán là một bài thơ rất nổi tiếng, nên có rất là nhiều học giả, nhiều tác giả dịch lại. Thì hiện nay trong tay mình có hai bản dịch rất là hay, mình xin giới thiệu với các bạn. Đó là bản dịch của tác giả Ngô Tất Tố, bảy chữ Thất Ngôn Tứ Tiệt. Mình xin phép giới thiệu với các bạn. Cô gái phòng the chữa biết sầu, ngày xuân trang điểm dạo lên lầu, đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu, hối để chồng đi kiếm tước hầu. Và nhà thơ Tản Đà của chúng ta dịch thơ với thể thơ Lục Bát: Trẻ trung nàng biết chi sầu, ngày xuân trang điểm lên lầu ngắm gương, nhát trong vẽ liễu bên đường, phong hầu nghĩ dại xuôi chàng kiếm chi. Đó là hai tác giả đã dịch ra hai bài thơ rất là hay. Khuê Oán là tác phẩm tiêu biểu của Thi Thiên Tử Vương Sương Linh, một trong những tác giả lớn thời thịnh đường. Khác với những bài thơ thuộc chủ đề biên tái miêu tả tâm trạng tình cảm của người trực tiếp ra chiến trận, Khuê Oán mang nỗi sầu của người thiếu phụ có chồng đang tham gia chinh chiến. Khuê Oán thường được một số dịch giả, nhà nghiên cứu Việt Nam chọn làm thí dụ tiêu biểu cho khoảnh khắc đốn ngộ trong đường thi Trung Hoa. Trích Bách Khoa Toàn Thư mở. Thì đây là một cái bài thơ hay, rất là nổi tiếng. Thì cảm nhận của mình nha. Khuê Oán viết về đề tài chiến tranh, về công danh, tình yêu và tuổi trẻ. Đây là đề tài được nhiều tác giả thể hiện và rất thành công. Bởi vì ai cũng căm ghét chiến tranh. Chiến tranh gây tan tóc, đau thương, chia rẽ bao đôi tình nhân, vợ chồng. Nỗi xa cách, nỗi nhớ nhung của người con gái, của người vợ, người phụ nữ thời phong kiến
được thể hiện mạnh mẽ trong những bài thơ, bài văn trong thời kỳ này quả là một sự anh dũng. Việt Nam có chinh phụ Ngâm Khúc, nguyên tác Đặng Trần Côn, dịch giả Đoàn Thị Điểm. Mình xin giới thiệu một vài câu thơ trong bài thơ Chinh Phụ Ngâm Khúc. Thuở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi trưng chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai. Thì những câu thơ Chinh Phụ Ngâm Khúc cũng cùng với cái cảm xúc chủ đạo trong bài thơ Khuê Oán. Bài thơ Khuê Oán chỉ 4 câu thơ nhưng có sức mạnh thuyết phục mọi người hãy dừng lại những cuộc chiến tranh phi nghĩa, đem đến cho con người bao nỗi khổ. Nỗi khổ của người phụ nữ đã làm tan chảy bao trái tim nhân ái. Bài thơ trở thành vũ khí chống chiến tranh vô cùng mạnh mẽ. Thấu hiểu được nỗi đau chia cắt, xót xa, thấu hiểu sự cô đơn dày dò người thiếu phụ thì mới căm hận chiến tranh. Cảm xúc chủ đạo của bài thơ đã chạm đến trái tim của hàng triệu con người. Vì thế mà bài thơ trở nên nổi tiếng và lan tỏa qua nhiều thế kỷ. Bạn thân mến, đó là cảm nhận của mình, cũng như phần giới thiệu của mình đến với các bạn. Mong các bạn đón nghe, và cũng có những hạn chế nhất định. Mong các bạn đóng góp ý kiến, chia sẻ với mình nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.